Vừa ông bảo nhà cháu nó đoán luôn cho. Lại phải đi cơ. To ghê cho thế bảo. Không tiện bảo được nào mà đón hộ bá cái nó khác đón cho. Mấy cụ đây trẻ lắm, ông không làm gì được. Ông sáng nay đưa bà Tuyến đi rồi thôi, Việt sợ mất một góc rồi thôi. Thế thôi. Như lĩnh lương thật. Như lĩnh lương. Như đi lĩnh lương hưu. Lại chuẩn bị về đón con phải không? Thấy xem đồng hồ là đi thế này, cái biểu hiện chắc chuẩn bị lên chuồn đấy. Nó rõ trận mưa cái chiều mát hẳn. Nó lắng nhưng nó vẫn dễ chịu. Làm một lúc lại phải nghỉ uống nước.